Thì bây giờ trả mấy bài trước ha. Bây giờ ai muốn trả thì trả được bài của Quyền Giác, bài của Bồ Đề Đạt Ma, Di Lương Giả Đế, Đề Lama Ma Dương Giả Đế chưa hết nha. Tôi mới nói còn phân nữa à. Rồi tôi phân nữa mà đi sâu nữa. Đó là nói về Atula, khó mà qua đạo Phật được, mà mới nói tới người trời phần thứ hai mà tôi chưa nói. Thì tôi kể lại sơ thôi ha. Thì Quyền Giác với Huệ Năng, thì cái cuộc đối đáp kỳ trước chúng ta đã nói qua nhiều rồi, bây giờ nhắc lại thôi. Thì Quyền Giác mới gặp Huệ Năng, mới nói vô thường, sanh tử là việc lớn, vô thường mau chóng lắm, ở đó mà lễ lại. Thì Huệ Năng nói sao không ngay cái sanh tử mà nhận lại cái vô sanh, không ngay cái vô thường mà liễu tri cái chân thường. Thì ông nói nhận lại tức là vô sanh, mà liễu tri tức là chân thường. Thì Huệ Năng khen, đúng lắm, đúng lắm, phải vậy. Thì ông mới quỳ lại. Quỳ lại xong thì ông xin ở lại hầu tổ. Tổ im lặng chấp nhận. Thì quỳ ở hầu 2 tiếng hầu ông xin về. Tổ mới thử lần thứ hai nữa. Về xong mà chống thế. Ông nói vốn mình chẳng động, lấy cái gì mà chống chạy. Tôi về là về xác thân, chứ cái linh hồn tôi có động đâu. Thì tổ mới hỏi lại, ai biết không động? Thì ai là thế tư tưởng nữa à, mà không động là bát nhã. Bây giờ thêm ai mà biết là cái linh hồn không động? Thì Quyền Giác mới nói ngay, tại tổ phân biệt thôi. Tự nhân giả sanh tâm phân biệt, cái dòng nước người ta vậy, tổ chẻ làm hai, có lượng sống. Tự tổ sanh tâm phân biệt. Rồi tổ mới vứt thêm một câu thứ ba nữa. Nếu không, thì tổ mới khen chứ, ông mới thật sự là hiểu được cái ý vô sanh. Tổ khen cái nữa, ông hiểu được vô sanh mà ông hiểu bằng cái ý. Mà cái ý là tức là sanh tử nữa. Thì ông mới hỏi lại, vô sanh há có ý nữa sao? Đã là vô sanh thì vô sanh dòng nước linh hồn, mà giờ có tư tưởng phân biệt linh hồn nữa sao? Thì tổ mới dứt thêm một câu thứ ba. Ba cái tư tưởng hết. Không ý thì ai phân biệt đây? Ý là tư tưởng, ai là tư tưởng, phân biệt cũng là tư tưởng. Nếu mà không tư tưởng thì cuộc sống này bất bậc thánh nhân Phật đều không biết gì hết. Không có ý, không có Phật, mà cũng không có tư tưởng phân biệt nữa. Ý là tư tưởng, mà Phật không có tư tưởng. Không tư tưởng thì Ngài không biết nam nữ, gà chó gà vịt, không biết mặn ngọt chua cay gì hết sao? Vậy chứ cái hình 32 tướng túc đó là ai? Còn phân biệt cuộc sống này kia, Ngài chết là Ngài từ chối, Ngài dạy đạo đó là ai? Vậy không ý thì ai phân biệt đây? Cái chỗ này cái Quyền Giác mới hạ xuống một câu, Phật cũng có phân biệt nữa, nhưng mà cái đó không phải là ý. Phân biệt bằng trí tuệ chứ không phải bằng tư tưởng. Ở chỗ này thì tổ mới chấp nhận là ông hiểu được. Giữa cái tư tưởng và bát nhã nó dính khắn nhau. Nhưng một cái thì có điều kiện, một cái thì phi điều kiện. Một cái được chuyển biến chu kỳ, một cái chuyển biến sát na. Mà chuyển biến chu kỳ trong cái sát na, chuyển biến sát na trong cái chu kỳ. Thế giới hiện tượng thì có điều kiện, mà điều kiện trong cái thế giới bát nhã phi điều kiện. Mà thế giới bát nhã phi điều kiện là phi điều kiện trong cái hiện tượng giới có điều kiện. Hai cái nó dính liền với nhau. Nào, nhưng một cái đòi hỏi có điều kiện thì phải có sống chết. Một cái thì phi điều kiện, rồi phi điều kiện thì không có sống chết. Mà hai cái không thể tách rời, mà cũng không phải là một. Rồi cái chỗ này thì tổ mới chấp nhận Quyền Giác. Rồi nói thôi, ở lại ngủ một đêm đi, mai sáng ai về.
Thế là xong. Bây giờ chúng ta giải thích làm sao đây? Về cái sự phân biệt giữa ý, ai và phân biệt. Đó là cái bài thứ nhất của chúng ta. Giữa tư tưởng và bát nhã. Giữa nhất niệm là tư tưởng và vô niệm là bát nhã. Giữa vô điều kiện là bát nhã và có điều kiện là tư tưởng. Giữa hiện tượng giới chúng ta đang sống bây giờ với cái bát nhã là phi hiện tượng giới này, nó hai cái nó dính liền. Chúng ta phải nhận làm sao đây? Đó là cái bài thứ nhất để phân biệt giữa tư tưởng và bát nhã. Thì tôi mới có hỏi câu hỏi thứ ba đó. Bây giờ trong cuộc sống này, giữa cái phân biệt tư tưởng và phân biệt bát nhã khác nhau sao? Quý vị giải thích và cho thí dụ. Cho 1, 2, 3 cũng được. Còn nếu mà tôi hỏi là tôi hỏi tới 9, 10 cái thí dụ á. Như chỉ một cái máy chụp hình đây. Thì như cái nhìn bằng tư tưởng là nhìn như thế nào? Nhìn bát nhã là nhìn bằng cách nào? Rồi mình thấy một con chó đi qua thì cái nhìn của tư tưởng về con chó này như thế nào? Cái nhìn của bát nhã về con chó này như thế nào? Dĩ nhiên là tư tưởng này có phân biệt, có ai, có biết và có phân biệt. Có ý, có phân biệt và có ai phân biệt, có người phân biệt. Còn bát nhã có không? Nếu không thì Đức Phật làm sao mà Ngài sống với mình được? Ngài giảng pháp mình có phân biệt, ông A Nan, ông Xá Lợi Phất, Nguyện Kiền Liên, rồi ông nam nữ Phật tử, Ngài phân biệt không? Ngài phân biệt như mình, như vậy là Ngài khác như mình như thế nào? Cái đó là cái khó khăn mà Phật tử phải giải thích. Phân biệt thì có, ông Nguyên Giác nói, nhưng đó không phải là tư tưởng, không phải là ý. Như vậy phân biệt có tánh nhân, phân biệt như thế nào? Tư tưởng thì có ý, có ai, có phân biệt. Bát nhã có ý, có ai, có phân biệt không? Nếu có thì thánh với phàm một thứ. Còn không có thì thánh với phàm khác nhau. Vậy thì thánh phải sống ở chỗ khác chứ không phải sống ở cõi đời này được. Đó là cái câu hỏi thứ nhất cho quý vị. Còn câu thứ hai thì cũng vậy thôi. Cũng là tư tưởng và bát nhã. Nhưng mà với hai cái trận thế khác nhau. Bây giờ Bồ Đạt Ma là đại diện cho bát nhã. Ngược lại Lương Võ Đế đại diện cho tư tưởng phàm phu. Cái kia là tổ đại diện cho phàm phu. Mà Quyền Giác là đệ tử lại đại diện cho thánh nhân. Cái này ngược lại. Bồ Đạt Ma đại diện cho người giải thoát, thánh tăng. Bồ Đề Lương Võ Đế đại diện cho phàm phu. Thì cuộc đối đáp nó cũng giống hệt mà nó khác. Thì sau khi mà Bồ Đạt Ma đến thăm nước vua Lương Võ Đế, Lương Võ Đế đãi một cách rất long trọng. Vì Chí Công Thiền Sư là thầy nói có Bồ Tát Quan Âm đến thăm bệ hạ. Ngài ra tới ngoài bãi biển ngài đón. Sau khi vừa gặp mặt, Ngài nói trẫm từ ngài lên ngôi đã xây hơn 72 cảnh chùa, độ hơn 3.000 tăng. Như vậy trẫm có trí tuệ không? Có công đức hay không? Vô đầu đó đưa cái bài công đức lên. Mình là bậc thánh nhân, mình sống với bát nhã. Thì Bồ Đạt Ma nói không có công đức mốc gì giờ hết. Không có công đức gì hết. Tổ mới bực. Ngay câu đầu là bị bác rồi. Tổ hỏi gì? Cái đó là cái gì? Hơn 72 cảnh chùa, hơn 3.000 tăng đó. Độ mấy chục năm nay tốn biết bao nhiêu tiền bạc. Công lao đó lại bái các sư. Thì cái đó không phải là trí tuệ là cái gì? Tổ nói cái đó là phước báo nhân thiên hữu lậu. Có hưởng là có hết. Đó là quý vị bây giờ đấy. Giống Lương Võ Đế hệt đó. Cái đó không phải là trí tuệ, mà đó là phước báo của người trời hữu lậu. Phải có hưởng là có hết. Thì Lương Võ Đế con đâu có thua gì quý vị. Của ông thì tốt có học pháp mà.
Tôi có học Bát Nhã. Bát Nhã chứ không phải Bất Nhã, phải không? Như vậy thì đệ nhất nghĩa thánh đế là gì? Đệ nhất nghĩa thánh đế là hình thức khác của trí tuệ, của Bát Nhã. Nó nhiều danh từ lắm. Vậy thì đệ nhất nghĩa thánh đế này, ngay đó có là phước báo. Vậy chứ trí tuệ đệ nhất nghĩa thánh đế là cái gì? Thì vừa đọc ma mới cười. Quách nhiên vô thánh, rỗng rang không có thánh phàm mốc xị gì hết. Không có thánh mà cũng chẳng có phàm. Sở dĩ có phàm mới có thánh. Sở dĩ có bệnh mới có thuốc. Mà hết bệnh thì thuốc bỏ luôn. Không có thánh phàm gì hết. Thì vừa đạt ma lương giỏi đấy mới tức. Vậy chứ ai đứng trước mặt trẫm đây? Không phải ngài là thánh, trẫm là phàm sao? Ai đứng trước mặt trẫm đây? Thì Bồ Đạt Ma nói không biết, tôi không biết gì hết. Thôi cuộc đối thoại chấm dứt. Đưa cái nào ra tổ cũng chặt đứt hết. Cuối cùng Bồ Đạt Ma lương giỏi đấy không có cái gì hết, con số không. Vẫy mai cảnh chùa 3.000 tăng cũng là con số không. Còn hiểu biết được thánh phàm cũng là con số không. Rồi Bồ Đạt Ma đứng trước mặt là thánh nhân, mình là phàm phu cũng là con có số không, không biết gì hết. Thôi Lương Võ Đế, Bồ Đạt Ma, Lương Võ Đế không còn tiếp đãi long trọng thờ ơ. Bồ Ma giọt qua nước cai. Rồi sau đó Bồ Đạt Ma mới về hỏi Chí Công Thiền Sư. Chí Công nói Quan Thế Âm thị hiện để thử ngài đấy. Rồi Đạt Ma mới Lương Võ Đế mới dậm chân xuống đất. Trời ơi trời, như thế là trẫm có con mắt mà như đuôi, có lỗ tai mà như điếc, mới cho quan quân đi khắp nơi thỉnh Bồ Đạt Ma trở lại. Nhưng than ôi, con chim đại bàng đã cất cánh bay rồi, không thể tìm được nữa. Thôi cái đó thôi, còn khúc sau nữa thì đỡ, tôi giảng tiếp. Đây là mới nửa khúc thôi. Còn Bồ Đạt Ma còn gặp các vị sư nữa. Đây là gặp vua. Bây giờ gặp tới mấy vị pháp sư lẻo mép như tôi à. Thì đưa Bồ Đạt Ma và mấy vị pháp sư được có một cái đối thoại nữa, có một đối thủ nữa rất là hào hứng. Nhưng mà để khi khác. Thì bây giờ tới quý vị trả bài cho tôi hai cái. Nào, muốn Lương Võ Đế cũng được, mà muốn Huệ Năng và Quyền Giác cũng được. Huệ Năng và Quyền Giác thì phải nói bây giờ cái hiểu biết giữa phàm phu và hiểu biết được bậc thánh nhân nó khác nhau sao? Thì tôi đưa ra câu hỏi rồi. Còn cái này có ba cái. Một là vấn đề phước báo. Đi đem tiền cúng dường các chùa, cúng dường cho các sư tam bảo. Như vậy có phước báo không? Một phước báo là nhân thiên hữu lậu thì làm chi nữa, bây giờ có làm hay không làm, cái đó có đi tới đâu, có đi tới quả Phật hay không? Mà nếu không đi đâu Phật thì con làm cái gì, người trời mà làm mất cái gì? Cái mục đích con là làm phước báo đó để mà đi tới quả giải thoát. Mà Bồ Đề Ạt Ma bác là cái đó không tới giải thoát. Như vậy Phật tử phải tính sao đây? Từ nay còn tiếp tục cúng dường giúp đỡ các nhà chùa, cúng dường các đỡ các sư để ăn mặc ở bệnh hay là chấm dứt? Đó là câu hỏi thứ nhất, giữa phước báo và phước hữu lậu và phước vô lậu. Còn câu thứ hai là như vậy có đệ nhất nghĩa thánh đế và có phàm phu hay không, có trí tuệ và có tư tưởng hay không? Người Đạo Ma nó không có. Đệ nhất nghĩa thánh đế là gì? Nó quách nhiên vô thánh, không có thánh phàm gì hết. Như vậy mà giải thích làm sao? Có Phật là thánh không? Có Xá Lợi Phất, Ngự Kiền là thánh, có mình là phàm phu hay không? Nếu không có mình tu làm chi? Như vậy Phật tử phải trả lời như thế nào? Còn câu số 3 là không biết. Như vậy thì người đắc quả như Bồ Đạt Ma là không biết gì hết. Chứ không biết Bồ Đạt Ma là như thế nào.
Bởi vậy chứ là ai đứng trước mặt trẫm đây? Ngài không phải là Bồ Đạt Ma là thánh nhân, tôi không phải là phàm tăng đâu, phàm phu sao? Không biết. Vậy là bậc thánh là tu rồi, đắc quả không biết gì hết. Chúng ta phải trả lời sao? Thôi phần của tôi xong, bây giờ tới Phật tử. Mô Phật, con xin trả cái câu hỏi của Bồ Đề Đạt Ma và sự vấn đáp của Bồ Đề Đạt Ma và vua Lương Võ Đế. Thì qua câu chuyện của ông Lương Võ Đế là nói là mà đã xây xây dựng 72 cảnh chùa và độ 3.000 tăng chúng là có công đức gì không? Thì con xin trả lời là qua câu chuyện đó thì Bồ Đề Đạt Ma là nói là không có công đức gì hết, đó là phước báo hữu lậu của cõi trời nhân thiên, có hưởng thì có hết. Vì phước báo hữu lậu thì không có giới tới phước đức vô lậu, mà phước đức vô lậu thì bao trùm cả phước báo vô hữu lậu. Nhưng ta nương vào và làm tất cả những cái phước báo hữu lậu để làm phương tiện và để nhận lại những công đức hữu lậu, những công đức vô lậu, nhưng đừng đừng có chấp vào phước báo hữu lậu, không thì ta khó có thể nhận được bát nhã và cái sự bất tử. Ví như dòng nước và sóng, mà ta cứ tìm sóng mà bỏ dòng nước thì không có thể tìm thấy nước được. Dạ con xin hết. Dạ thưa kính bạch sư, theo cái suy nghĩ của con á, thì cái ba cuộc gặp gỡ giữa cái thứ nhất là giữa Lục Tổ Huệ Năng với ông Huyền Giác, và cuộc gặp gỡ thứ hai là của Tổ Bồ Đề Đạt Ma với ông vua Lương Võ Đế. Và sắp tới thì con nghe sư là sư sẽ giảng cái bảy rặm xe, thì là cái cuộc gặp gỡ của ông Phú Lô Na với ông với ngài Xá Lợi Phất. Thì theo cái suy nghĩ của con đó thì những cái nội dung những cái cuộc gặp gỡ này á, tuy khác mà không khác, thì không khác ở chỗ là theo theo con nghĩ là nó không có ngoài 15 hạng chúng sanh, và không có ngoài cái sinh diệt chu kỳ và cái sinh diệt sát na. Thì cái sinh diệt chu kỳ đó nó chỉ là cái lối cải tiến thăng hoa để đưa từ cái sửa cái ác thành cái thiện, là cái lối tu từ cái duyên hợp tới duyên sinh rồi duyên khởi, để thấy được cái vô thường, cái vô ngã, cái khổ đau. Nhưng mà thế nào đi nữa thì nó cũng loanh quanh lẩn quẩn, không có thoát ra ngoài cái luân hồi sinh tử. Thì cái lối này, cái cách này thì con ví như là sống, mà sống thì phải nương vào cái dòng nước. Nhưng mà nếu bỏ cuộc sống thì sẽ không nhận lại nước nước. Còn cái chuyển biến sát na thì ít nhất phải là từ nhị thiền trở lên, và phải có thiện tri thức giúp đỡ thì mới đủ điều kiện để trực nhận lại Phật tánh, từ 1/4 rồi 2/4 rồi 3/4. Phải thấy được cái chuyển biến sát na nó là cái vùng hào quang, là cái năng lực. Phải thấy cái tiến trình chuyển biến từ sắc, thọ, tưởng, hành, thức
thật là rõ ràng mà không cải sửa. Đến khi nào mà chỉ còn lại cái tri kiến thanh tịnh lặng lẽ, tuyệt đối 24/24, thì như vậy là các vị đã chứng được cái bậc vô sanh A-la-hán, tức là đệ nhất nghĩa thánh đế, là các vị đã ở tuệ tri. Nhưng mà nếu mà quý vị này vẫn ôm chặt cái niết bàn tịch tịnh này á, thì là như vậy là thủ trước bát niết bàn. Thì quý vị phải đưa cái, đem cái bất biến này đi vào cuộc sống để tùy thuận, để giáo hóa cho chúng sanh, đến vô lượng chúng sanh trong vô lượng cõi. Thì như vậy mới là đạt được cái vô thủ trước bát niết bàn, tức là đã liễu tri, các vị đã liễu tri được toàn diện hết. Dạ, A Di Đà Phật, con xin hết. Rất hay đó, ít đợt cũng lại vậy đó. Kính bạch sư, con xin trả lời câu hỏi của vua Lương Võ Đế và tổ Bồ Đề Đạt Ma. Vua Lương Võ Đế hỏi tổ Bồ Đề Đạt Ma: trẫm xây 72 cảnh chùa, độ hơn 3.000 tăng, như vậy có công đức gì không? Tổ Bồ Đề Đạt Ma trả lời: không có công đức gì hết, mà chỉ là phước đức của cõi người trời mà thôi. Thì sư mới hỏi: như vậy mình có tiếp tục làm phước nữa hay là nghỉ? Thì con xin trả lời là mình vẫn tiếp tục làm phước, vì nếu không có phước thì cũng không có công đức. Nhưng đừng lầm nhận cái phước đó là công đức, cho nó là tới bến, dừng chân ở đó, mà phải tiếp tục tu chuyển sang qua trí huệ. Nó cũng giống như phước đức, cũng giống như là cái phương tiện để đạt được cứu cánh. Nếu mà chấp vào cái phương tiện đó là cứu cánh thì cũng không được, nhưng nếu bỏ cái phương tiện đó để tìm cái cứu cánh thì cũng không có. Giống con thí dụ giống như mình lấy cái ngón tay chỉ mặt trăng, thì cái ngón tay là phương tiện để chỉ mặt trăng. Nếu mình lầm chấp cho cái ngón tay là mặt trăng, mình nhận cái ngón tay đó là mặt trăng, thì chẳng những mất cái ngón tay mà mất luôn cả mặt trăng. Thì sau đây con xin nói qua thể tướng dụng. Cái phước đức và cái phàm phu là tượng trưng cho hiện tượng, là tướng, là cái đó là cái sanh diệt, là cái pháp nhân duyên. Còn cái công đức và cái thánh là tượng trưng cho bản thể. Bản thể thì bất sanh bất diệt. Do vua Lương Võ Đế lầm chấp cái hiện tượng là bản thể, làm nhiều thì sẽ được, mà ngài không biết được rằng cái đó là cái sanh diệt, còn cái bản thể là cái bất sanh bất diệt, không do làm mà có, mà chỉ là sự nhận lại mà thôi. Thì như vậy, do vua Lương Võ Đế không hiểu như vậy, hỏi có phải là công đức không, thì tổ mới trả lời là không có công đức, mà đó chỉ là phước đức. Thì tổ mới nói nếu như vậy thì, vua Lương Võ Đế mới hỏi nếu như vậy thì đệ nhất nghĩa đế là gì? Thì tổ mới nói là quách nhiên vô thánh, không có thánh phàm gì hết trơn. Tại vì sao? Vì cái một ông không biết, mà làm sao ông biết đến cái hai? Vua Lương Võ Đế là đại diện cho tư tưởng, không một thì hai, không hai thì một, luôn luôn là cái nhìn biên kiến, cái nhìn chặt khúc. Do cái tâm của ngài sao động, ngài chặt cái dòng nước linh hồn ra, thấy có chủ thể, có đối tượng, chứ có thánh có phàm gì đâu. Ngài không biết được trong hiện tượng là có bản thể, trong bản thể là đã có hiện tượng. Chúng sống tích với nhau như sống với nước, chỉ là nhận lại hoặc là không nhận mà thôi. Người nhận rồi, người chưa nhận và người đã nhận, cho nên thấy nó dường như là có sai khác. Do đó, cái một ngài không hiểu, cái hai ngài không hiểu. Thì vua Lương Võ Đế mới hỏi: vậy thì ai đứng trước mặt ta đây, trẫm đây? Thì tổ được Bồ Đề Đạt Ma mới trả lời là không biết. Thì không biết theo con ở đây, tổ không biết nói cách nào để cho vua Lương Võ Đế là một người tối mắt để biết về con trâu. Nếu mà có nói như thế nào thì ngài cũng không hiểu, chỉ bằng cách là ngài tự sửa cái tâm của ngài, sửa cái nhìn của ngài. Khi ngài sáng mắt lên rồi, ngài cởi trên con trâu thì không bao giờ hỏi trâu ở đâu và đi tìm trâu nữa.
Tại vì cái một ngày cũng không biết, mà cái hai ngày cũng không biết, mà tổ thì là đại diện cho trung đạo song chiếu, không một mà không hai. Còn đối với bản thân tổ, không biết mà biết, biết mà vẫn không biết. À, kính bạch sư, con xin trả qua cái phần quyền giác và huệ năng. Sư hỏi câu hỏi là cuối cùng là con tóm lại là có mấy cách phân biệt. Thì theo con xin nói cái hiểu của con là có ba cách phân biệt: kế đạt phân biệt, tùy niệm phân biệt và tự tánh phân biệt. Tự tánh phân biệt là phân biệt bằng bát nhã, là cái nhìn trực giác thấy được tự thân của sự vật mà không cải sửa. Tự tánh phân biệt của tứ thánh là kiến đại, là cái thấy, cái nghe, cái hay, cái biết, là dòng nước linh hồn. Còn tự tánh phân biệt của Bồ Tát Như Lai là giác tánh, là tính thấy, tính nghe, tính hay, tính biết. Còn tùy niệm phân biệt và kế đạt phân biệt là phân biệt bằng tư tưởng, cần phải có điều kiện và bị mặt na cải sửa, không thấy được tự thân của sự vật mà luôn luôn tưởng tượng ra sự vật. Kế đạt phân biệt là hình thức so đo, nói sâu sư gọi là chụp mũ. Khi ý thức của con kết hợp với năm thức đầu gọi là ngũ câu ý thức, nó nghiêng về cái cảnh cộng nghiệp. Còn khi tùy niệm phân biệt là hình thức nhớ lại, không cần kết hợp với năm thức đầu gọi là độc đầu ý thức, nó nghiêng về cái cảnh biệt nghiệp hơn. Thì kế đạt phân biệt và tùy niệm phân biệt gọi chung là tư tưởng, là thức đại, con tạm gọi là tướng thấy, tướng nghe, tướng hay, tướng biết. Thì con xin phổ cái này vào trong 15 hạng chúng sanh. Đối với bốn đường ác, chưa có thức thứ sáu, chưa có nghiệp, chưa có cả ba cái phân biệt luôn. Nhưng nói nó không phân biệt thì không được, nó vẫn phân biệt lờ mờ theo bản năng, sống với sắc thân thứ nhất gọi là phù trần căn. Còn tới người trở lên thì có thức thứ sáu, có cả ba cái phân biệt luôn, nhưng mà cái phân biệt đầu qua ma quá chưa nhận lại được, coi như chưa có. Người tới tam thiền là phân biệt một lúc hai mũ, vừa vọng tưởng mà vừa vọng tình luôn. Người bắt đầu có mặt na, đắn đo trước ngoại sắc, biết lựa chọn nhưng chưa có kinh nghiệm, nghiêng về cái kế đạt nhưng vẫn có tùy niệm. Tới trời dục giới, có kinh nghiệm, tức là có a lại gia, trước ngoại sắc biết đắn đo lựa chọn nhiều hơn. Và người giữa nghiêng về cái bắt đầu nghiêng về từ cái kế đạt sang qua cái tùy niệm nhưng chưa hẳn, giai đoạn chuyển tiếp. Đến sơ thiền, nhị thiền, tam thiền thì các ngài sống với sắc thân thứ hai là tịnh sắc căn. Thì mấy vị này nghiêng về cái tùy niệm nhưng vẫn có kế đạt. Các ngài rời ngũ dục bên ngoài sang cái chiếm hữu bên trong. Rồi đến tứ thiền với tứ không, sống với sắc thân thứ ba là tịnh sắc căn di tế, kinh nghiệm, kiến thức, ký ức dồi dào. Bốn đường thiện này gọi chung phân biệt gọi là thức tri. Còn tới tứ thánh, đối với thánh nhập lưu, nhất nhãn lai, bất lai, ba vị thánh này dùng cái thắng nghĩa căn là thắng tri, trực nhận các pháp đều trở về chân không. Trong định nhìn ra, đối với thánh nhập lưu thì nhận Phật tánh được một phần tư, chiếu kiến được sắc quẩn của bốn đường ác, tức là căn với trần. Còn nhất giảng lai nhận Phật tánh được hai phần tư, thấy rõ được người trời. Tới bất lai nhận Phật tánh được ba phần tư, thấy rõ được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Ba vị thánh này khi xả định ra sống giống như một vị tứ thiền, nhưng mà khác, khác ở chỗ là vĩnh viễn không rơi xuống bốn đường ác. Còn đối với A-la-hán, các ngài phân biệt bằng đệ nhất thắng nghĩa căn là thắng tri, tuệ tri tất cả, hiểu tất cả các pháp, thực tướng của các pháp là chân không. Dù còn sắc thân hay không còn sắc thân thì các ngài vẫn sống mà không dính mắc, do không dính mắc nên ra khỏi ba cõi. Còn đối với Bồ Tát và Như Lai, các ngài dùng đệ nhất thắng nghĩa căn mà siêu diệt viên dung trở lại hiện tượng, liễu tri tất cả các pháp, phân biệt mà không phân biệt, không phân biệt mà vẫn phân biệt, chỉ là cái thị hiện tùy thuận mà thôi. Kính bạch sư, xin hết. Mô Phật. Kính bạch sư, con xin trả bài vua Lương Võ Đế và tổ Bồ Đề Đạt Ma.
Tổ Lương Do Đế khi gặp Tổ Bồ Đề Đạt Ma thì khoe là đã xây 72 cảnh chùa và độ hơn 3.000 tăng. Thì hỏi có công đức gì không? Thì tổ nói là không có công đức gì hết. Tại vì đó là chỉ là phước báo nhân thiên hữu lậu, có làm, có hưởng thì có hết. Thì sư có hỏi là vậy, nếu như mà tổ nói vậy thì đồng hàng Phật tử có nên làm những phước báo này nữa hay không? Kính bạch sư, con xin trả lời là những công đức, dù là những công đức phước đức này là của thuộc về nhân quả thiện, có làm, có hưởng, có hết. Nhưng nếu không mà làm những công đức này giúp cho Phật tử chúng con là được có cái thức trong sáng, tập cho chúng con có tâm rộng rộng rãi, rộng mở, thì chúng con mới dễ nhận được cái trí tuệ Bát Nhã, vì nó là phương tiện thù thắng để đưa chúng con đến giải thoát. Câu hỏi thứ hai là đệ nhất thắng nghĩa đế là gì? Nếu như mà trên bản thể thì không có cái chức gì mà là đệ nhất thắng nghĩa đế. Vốn bản thể là vốn là bổn lai dân nhất vật, không có gì hết. Chẳng qua là do tục đế, câu đệ nhất thắng nghĩa đế là chỉ do giả lập mà thôi, để hợp với lại là tục đế. Còn câu thứ ba không biết, tổ nói không biết, khi mà vua hỏi vậy chứ ai đứng trước mặt trẫm đây, không phải tổ là thánh còn ta là phàm sao? Thì tổ nói là không biết. Không biết ở đây là một cái tiếng không biết của tổ, là một cái không biết, một là cái tiếng sấm để dội vào tâm thức của vua Lương Do Đế, vì tổ muốn qua để độ cho vua từ tư tưởng qua Bát Nhã, mà thấy tâm thức của vua đã thuần tư tưởng quá, thấy căn cơ chưa hợp, nên dù có giải thích thế mấy mà Bát Nhã thì không có giải thích được, mà thấy nói gì vua cũng không nhận lại được, nên nói không biết. Rồi từ đó mà tổ ra đi. Kính đại sư, con xin hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư, cùng các chư tôn đức tăng và các Phật tử, con là một Phật tử Việt kiều ở xa. Cái bất hạnh của con là không có được ở gần bên sư. Nhưng cái may mắn là con cũng được nghe sư giảng vài bài pháp. Cho nên hôm nay con xin trình bày với tất cả cùng sư và quý vị ở đây những gì mà con biết trong cái phạm vi của con. Khi con nghe qua sư nói về Bồ Đề Đạt Ma và vua Lương Võ Đế, thì theo con nghĩ đây á, vua Lương Võ Đế đó là tượng trưng cho tư tưởng, và Bồ Đề Đạt Ma đây á là tượng trưng cho Bát Nhã. Thì như là vua Lương Võ Đế có khoe với Bồ Đề Đạt Ma là cũng như là hỏi rằng con có tôi có xây 72 kiển chùa và độ hơn 3.000 tăng, như vậy thì tôi có được công đức gì hay không? Thì Bồ Đề Đạt Ma trả lời là không được công đức gì cả, vì cái đó chỉ là một cái phước báo nhân duyên, chứ cái nhân thiên chứ không có phải là công đức vô lậu. Cho nên là Lương Võ Đế nghĩ rằng ủa, hồi nào giờ làm như thế, đó là ông lầm tưởng cái đó là công đức, nhưng thật sự đó không phải là công đức vô lậu. Thì khi mà một cái phước báo
nhân thiên như vậy thì có hưởng có hết, tại vì cái đó là hữu lậu. Cho nên là Bồ Đề Đạt Ma mới nói rằng ông làm như vậy thì ông không có công đức gì hết. Thì sau đó đó, Vô Lương Vợ Đế có nói rằng, cũng như con theo con thấy, cũng như là câu hỏi thứ nhì của sư đó là có phàm có thánh hay không, thì theo cái nhận thức của mình đó là người phàm đó, thì mình thấy là có phàm và có thánh. Nhưng mà nhận thức của Bát Nhã đó thì thấy được cái tánh không, cho nên không có phàm mà cũng không có thánh gì hết. Đó là theo con nghĩ như vậy. Và khi mà Bồ Đề Đạt Ma trả lời á, là khi Lô Dương Đà Đế hỏi gì chứ bây giờ không phàm không thánh á, thì ai đứng trước mặt chẩm đây, thì lúc đó là do Lương Dương Đà Đế hỏi như vậy thì Bồ Đề Đạt Ma trả lời là không biết. Mà không biết của Bát Nhã đây có nghĩa là biết tất cả, tức là biết bao trùm cả pháp giới. Còn tư tưởng á, thì biết có cái sự phân biệt. Dạ, con xin hết lời. Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin trả lời cái dựa sự đối đáp giữa Tổ Bồ Đề Đạt Ma và Vua Lương Vở Đế. Thì từ khi nhà vua lên làm vua tới nay, nhà vua đã xây trên 72 cảnh chùa và độ trên 3.000 tăng. Thì nhà vua gặp Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới hỏi như vậy là trẫm có công đức trí huệ gì hay không? Thì tổ mới trả lời là không có công đức trí cả. Đó chỉ là phước báo nhân thiên hữu lậu, có hưởng là có hết, chứ không có công đức gì cả. Công đức trí huệ là phải vượt lên trên cái làm ra, vượt lên trên cái nhân quả. Nhân cũng chính là quả, chứ công đức trí huệ không phải là do cái việc làm ra, mà do cái sự nhận lại. Công đức trí huệ ở đây là phải làm vượt lên trên tất cả, chứ không phải là do cái sự làm ra, mà chỉ nhận lại thôi. Nó không phải là quả của bất kỳ cái nhân nào. Nhưng mà không phải vì vậy mà chúng ta phải bác bỏ cái vấn đề làm phước. Làm phước ở đây là giúp cho cái trí chúng ta được trong sáng, thức chúng ta được trong sáng, để chúng ta nhận lại cái trí huệ Bát Nhã. Chứ không phải là bác bỏ cái làm phước. Nếu chúng ta hợp chúng ta mà không làm phước thì không đưa đến được cái quả bất tử, không đưa đến được sự nhận lại Phật tánh. Làm phước ở đây là không phải là Phật tánh. Nhưng mà nếu trường hợp mà chúng ta không làm phước thì không bao giờ chúng ta nhận lại được Phật tánh. Rồi nhà vua mới hỏi là đệ nhất nghĩa thánh đế là gì? Thì tổ mới đề trả lời là không thánh không phàm gì cả. Không thánh không phàm ở đây tức là tổ muốn chặt đứt cái tư tưởng chia chẻ phân biệt có thánh có phàm của Vua Lương Võ Đế. Còn sống trong cái tư tưởng không có thoát lên được cái trí huệ Bát Nhã. Do đó mới tổ mới trả lời là không thánh không phàm. Rồi nhà vua mới hỏi thêm nữa, nhà vua không hiểu được cái trí huệ Bát Nhã nữa, mới hỏi thêm nữa tổ là vậy ai đứng trước mặt chẩm đây? Thì tổ mới trả lời là không biết. Không biết ở đây là tổ không thể nào mà dùng trí huệ Bát Nhã để trả lời cái tư tưởng của nhà vua được. Và không biết ở đây tức là phải vượt lên trên cái biết không biết. Nếu trường hợp biết á, là người trời không biết là bốn đường ác. Ở đây tổ muốn đưa nhà vua được lên trên cái không biết, biết và không biết đó, tức là trở về bản thể. Do đó nhà tổ mới trả lời là không biết. Bạch sư con. Kính bạch sư con, pháp danh là Ngọc Hạnh, tên là Hảo. Con xin trình bày cái hiểu nhỏ mọn của con. Con xin nói về Tổ Đạt Ma và Lương Võ Đế. Lương Võ Đế hồi lên ngôi tới nay được xây dựng 72 cảnh chùa, độ hơn 3.000 tăng. Hỏi Tổ Đạt Ma vậy chứ có công đức gì không? Thì Tổ Đạt Ma mới trả lời là
không có công đức gì hết mà chỉ có phước báo nhân thiên hữu lậu. Phước báo nhân thiên hữu lậu là có làm thì có hưởng, mà hưởng thì hết. Nên cái phước báo là nhân thiên hữu lậu đó là về bên tư tưởng, chưa dối tới đến bát nhã được. Tại vì cái việc mà làm ra đó thì là về bên tư tưởng, còn bát nhã là không có làm ra mà chỉ nhận lại, nó có sẵn. Nó cái bát nhã là có sẵn trong mỗi chúng sanh. Khi là có biết tu rồi thì chỉ nhận lại. Mà nếu về tư tưởng mà không, chúng sanh không làm theo lời như sư hỏi, mà nếu không làm phước báo, không đi làm phước báo, không đi, bố thí cúng dường thì không có gì hết. Đó là cái phương tiện, đó là cái phương tiện thù thắng để đưa đến cái trí huệ bát nhã. Tại vì trí huệ bát nhã là chỉ có sẵn mà nó không bao giờ có cái làm ra. Bởi vì cái trí huệ đó là cái trí huệ đó là có sẵn trong có sẵn trong mỗi chúng sanh, mà khi biết tu rồi thì nhận lại. Đó, câu tới câu thứ ba. Tổ tại vì tổ mới trả lời là không biết. Tổ trả lời không biết vì là tổ thấy không có khi nào mà Lương Võ Đế hiểu được cái bát nhã. Tại vì Lương Võ Đế chỉ thuần trong cái tư tưởng, không có dối lên được tới cái bát nhã, nên nói là không biết, là chỉ bởi vì tổ là không biết, là biết tất cả cái chuyện cái của tổ. Tổ chỉ biết, con xin hết. Con xin trả lời ba câu hỏi trong câu chuyện của Bồ Đề Đạt Ma và Lương Võ Đế. Câu hỏi thứ nhất là phước báo nhân thiên hữu lậu khác với công đức vô lậu như thế nào? Nói về phước báo nhân thiên hữu lậu là một cái tư tưởng mong cầu đưa đến sự an nhàn của cõi trời, có mà không thật, có hưởng thì có hết. Còn công đức vô lậu là trí huệ, là bất sanh bất diệt, có nhận lại Phật tánh, phải văn tư tu thật chứng. Nhưng vì ông Lương Võ Đế không hiểu được việc làm của mình mà nghĩ rằng mình làm được nhiều công việc như vậy, tức là mình sẽ có trí huệ và công đức vô lậu. Chúng ta không thể lấy cái phước báo sanh diệt này mà mong cầu cái công đức vô lậu được. Câu hỏi thứ hai, thánh khác với phàm như thế nào? Thánh khác với phàm ở cái tâm, cái tư tưởng và sự nhận lại Phật tánh. Đối với bậc thánh thì lặng lẽ
thấy rõ mà không vướng mắc. Còn đối với phàm thì tư tưởng còn phân biệt, mong cầu còn vướng mắc. Câu hỏi thứ ba, không biết. Không biết ở đây đối về bốn đường ác, không biết là ngoan không, tức là không ngơ. Đối về bốn đường thiện, không biết là có sự cải sửa. Còn đối với Ngài, không biết của Ngài là biết tất cả. Ngài thấy rõ lặng lẽ, nhưng Ngài không vướng mắc. Tóm lại, qua câu chuyện này con nhận thấy không phải Ngài Bồ Đề Đạt Ma không trả lời được câu hỏi của Lương Võ Đế, mà vì Ngài thấy ông Lương Võ Đế còn tư tưởng, còn phân biệt, chưa nhận lại được Phật tánh. Cho nên Ngài bỏ ra đi. Mô Phật, con xin hết. Chịu nói thì cũng được, phải không? Chịu nói thôi. Vài lần cái là được. Bây giờ thì tôi muốn kêu cho đủ hết rồi, rồi không có ai làm tôi biết cái trình độ của Pháp Hội, là tôi giảng sâu hơn nữa thì tôi sợ chớ giới thôi. Thì ai mà kém thì học với mấy người giỏi, ở đây có một số giỏi sao tôi giới thiệu nữa. Thì mấy cô nào mới sao không phải giỏi dở gì hết, ai mà lâu rồi thì tất nhiên giỏi à. Còn ai mà mới vô thì tất nhiên khó hiểu từ một số người là siêu sức nhiều kiếp thôi. Đó, thì cái đó không nói. Còn mình mới mình đừng có tự ái, thì học với những người đi trước mình. Đó, sư tỷ, sư huynh của mình đó, là người chị với người anh đi ra trước đó. Thì tôi cũng là người đi trước thôi, chứ tôi không phải sư phụ đâu. Tôi chỉ là bậc đàn anh, tôi đi trước thôi. Thì tôi thấy sao tôi chỉ lại có bậc đàn em thôi. Đó, thì mấy vị cố gắng học. Tôi cũng là khất sĩ, là người học trò khó đi xin ăn tu học thôi. Chứ đây chắc là không có ai là thầy của ai hết á. Đều học trò lớn, học trò nhỏ thế thôi. Không? Thì đây là chắc thiếu nhiều lắm. Ghi vô đặc kỳ tới là chúng ta còn trả dài dài nữa. Tại cái chừng nào hết thôi. Còn ai không chịu trả thì thôi, có đó tùy. Không? Rồi tôi sẽ tóm lại. Tôi sẽ kết thúc cái bài trả bài này. Nhưng mà kết thúc bằng cách không kết thúc gì hết. Tức là chúng ta trở lại bài kinh 66. Giống như cô Hoàng nãy nói vậy đó. Cô Diệu Thái đó, tức là rồi chúng ta cũng tóm lại có tư tưởng Bát Nhã. Mà tư tưởng đó thì chưa dối tới Bát Nhã. Còn Bát Nhã nó bao trùm tư tưởng trong một cái tí rõ ràng tách bạch. Từ những chi tiết, những cái hóc búa, những cái xảo trá, những cái mê muội của tư tưởng thì Bát Nhã phải hiểu rành hết. Hiểu rành để làm gì? Để không làm gì hết. Đó là Bát Nhã. Khi hiểu rành rồi thì mình sống sao cũng được. Dầu làm cái gì cũng là Bát Nhã. Mà chưa qua Bát Nhã thì làm cái gì cũng luân hồi. Dầu cho cố gắng cách mấy mà kiếm tới cõi trời vô sắc, tới mà A-la-hán Như Lai nhái thì cũng tiếp luân hồi thôi. Thì khi hiểu rõ rồi A-la-hán là cái gì, Như Lai là cái gì, không còn là đồ nhái nữa, thì chúng ta giải thoát. Thì chừng đó muốn làm cái gì làm. Vừa xuống địa ngục cũng là Như Lai. Thành ra Đạo Phật nó tức cười, là ban đầu chúng ta phải bỏ hết, sống rất là đơn giản, rất là thanh tịnh, để rồi không dính mắc cái gì hết. Không dính mắc vào lớp mẫu giáo, lớp mẫu hai, lớp sơ cấp, rồi trung cấp, rồi đại học, đều không dính mắc. Là chúng ta phải làm theo. Rồi sau đó phải trở lại làm bộ dính mắc. Tôi thích chữ làm bộ thì mới đi tới Như Lai. Thành ra A-la-hán là một giáo đã học qua tất cả các lớp, không còn dính mắc vào tam giới nữa. Rồi sau đó muốn làm Như Lai phải làm bộ dính mắc tam giới, để tùy thuận trong đó. Thì tất cả đều nằm ở trong đó. Rồi chúng ta phải trở lại cái bài kinh 66, tức là trở lại 15 hạng chúng sanh. Như cô Dự Tái nãy nói đó,
Mà trở lại bằng cách phải nói đại khái như cổ đâu. Chúng ta còn phải đi vào sinh lý, vật lý, tức là căn, trần, nó khác thì sao sao. Căn có thể chuyển qua trần, trần có thể trở chuyển qua căn. Rồi căn trần đi qua cảm giác thể trở lại căn trần. Rồi cảm giác đi tới tư tưởng có trở lại cảm giác và căn trần. Rồi tiến lên nữa là cảm giác của bốn đường ác, cảm giác của người trời. Rồi cảm giác của sơ nhị tam thiền, nó khác nhau nào. Rồi chúng ta phải biết cái trạng thái như nãy cô thiền đó đi sâu vậy, nhưng mà cũng chưa rành, chúng ta phải đi sâu nữa. Cảm giác của bốn đường ác sao, có bốn đường thiện sao, của bốn tiểu thánh như thế nào. Thì chúng ta thường hồi xưa chúng ta tưởng cái con người mình là cái xác thân, không ngờ nó tới năm phần lặng, sắc thọ tưởng hành thức. Thì xác thân này chúng ta gồm sanh cảm giác tư tưởng có ba cái rồi, nhưng xác thân có bốn đường ác, vẫn có cảm giác, vẫn có tư tưởng. Nhưng mà tất cả xác thân cảm giác tư tưởng nó đều dồn hết vào xác thân, nó chả biết gì đến những cảm giác tư tưởng của cao hơn. Nhưng mà cảm giác của 15 hàng chúng sanh nó vẫn xoay tròn hoài, nó có bao giờ gì. Nhưng mà nhắm mắt vào cái nào thì mình chỉ có cái đó, còn mấy kia mình chả biết. Giống như đứa bé nó mê cái gói kẹo, thì ở ngoài có chuyển biến gì nó cũng biết có gói kẹo của nó thôi. Cơn hồi của chúng ta là ở chỗ đó, chứ không có nghĩa là chúng ta không biết Phật. Khi cái sát na sống bây giờ, chúng ta từ địa ngục nó chuyển tới bốn đường ác, bốn đường thiện, rồi đi tới Như Lai, rồi nó trở lại cái vòng đó, luôn luôn như vậy. Mà nếu chúng ta dính mắc vào lớp mẫu giáo thì nó chuyển biến chúng ta còn hay. Chúng ta chỉ chìm trong cái cõi dính mắc mẫu giáo chúng ta, chúng ta khổ sở là chỗ đó. Rồi chúng ta tiến lên tiếng gì thì nó cũng dông cái dòng lẫn quẩn đó. Mà khi thấy rõ cái dòng lẫn quẩn đó rồi thì chúng ta không còn dính mắc trong đó, thì không kêu là lẫn quẩn được. Chúng ta hiểu qua đạo Phật chỗ đó. Bỏ hết sinh giảng, nhưng mà nói tới nói lui phải trở lại mẫu giáo. Bây giờ mẫu giáo như vậy làm cũng chưa xong ạ. Mà thời buổi này là thời buổi dính mắc vào vật chất, dính mắc vào cái sắc thân này, dính mắc vào ăn mặc ở bệnh sắc tài danh lợi ăn uống của nghị, tức là ngũ dục, chúng ta chưa thoát được. Mà nếu chúng ta thấy lờ mờ, chúng ta sợ, chúng ta thoát qua cõi trời sắc giới, tức là chúng ta hưởng cái hỷ lạc, cũng chưa thoát. Rồi bỏ cái hạt ra, chúng ta sống bằng cái tư tưởng, không còn sân bên ngoài, không còn tới bên trong nữa, hoàn toàn sống bằng tưởng tượng, cũng còn kẹt vào cái dính mắc. Thì chú vậy phải thấy gì đó, thì bây giờ phải thấy rõ. Mà làm sao là thấy rõ? Mà nếu làm sao thì không bao giờ thấy rõ. Cái đó là cái khổ sở nhất, cái nhức nhối nhất, cái trăn trở nhất của tôi trong bốn mấy năm nay. Thì cái đó không ai dạy ai được. Mình phải có sự thao thức, phải có sự trăn trở. Rồi muốn được thân thở, muốn thao thức thì ít nhất cũng phải tới nhị thiền. Thì một mai ra chúng ta nhận được Phật tánh. Không ai chỉ lúc đó là không có thầy nữa. Nhưng mình phải nhức nhối với nó, mình phải trăn trở với nó. Mà nếu trăn trở mà cái thức ngu si, đừng mong qua cái bát nhã. Mà cái thức trong sáng, trong sự trăn trở đó, thì đột nhiên mình nhận được cái bất tử. Nhưng mà muốn nhận cái bất tử thì trong cảnh khổ dễ nhận hơn. Chúng ta có hai cái, lạc thọ và khổ thọ. Nếu lạc thọ mà quan hỷ tán trú ở ái trước của bài kinh xóa xa, thì tham tì miên sẽ tì tăng, khó nhận Phật tánh. Mình thích mình chìm đắm đó. Còn nếu khổ thọ mà sầu muộn than gian than khức, đập ngực rơi vào bất tỉnh, thì sân tì miên nổi lên. Cái này dễ nhận Phật tánh. Khi khổ sở thì tất nhiên mình muốn thoát, tứ thoát. Mà thoát thì mình đã học giáo pháp rồi. Nếu thoát là lẫn quẩn thì mình ngay cái đó mình nhận được cái lặng lẽ, thì đó là Phật tánh. Còn nếu mình hướng lạc tọa thì tất nhiên mình quan hỷ tán, mình chìm đắm trong đó thì Phật tánh nó không hiện. Thường thường mấy vị đắc quả là người ta phải đi hành khất chi vậy, để bị cuộc đời nó chửi ở trên mặt. Thì trong cái khổ sở đó mình lắng nghe được,
Thành ra cái nhức nhối, cái đau khổ, nó là cái tầm duyên để đưa tới giải thoát, và cũng đồng thời là cái gió dầm duyên để nhận chúng ta xuống địa ngục. Nếu có giáo pháp là khó xuống địa ngục được, còn không giáo pháp dễ dàng xuống được. Bị người ta chửi, người ta mắng, người ta nói qua, bỏ không luôn, xuống địa ngục. Còn bị người ta chửi, người ta mắng, người ta nói qua, bây giờ mình tức, mình chắc cử lại, thì không phải người tu, do đó giáo pháp nó hiện. Mình nhận thẳng vào cái đau khổ này. Không phải người chửi, người nói quan mình đó là làm cho mình đau khổ. Chính tư tưởng mình thấy người chửi mình bị chửi. Bây giờ đau khổ chính tự mình làm mình đau khổ. Mình lắng nghe thì chừng đó cái Phật tánh nó xuất hiện. Thôi đại là như vậy. Rồi chúng ta còn gặp nhau như vậy. Vậy thì quý vị về chuẩn bị cái bài giảng nãy nghe đó. Bữa nay giảng tôi rất vui. Là đa số hiểu rất rành. Trình bày mặc dù cách trình bày khác nhau. Nhưng trình bày rất là sáng tỏ, nhất là cô Như Lắc vậy đó, cô rành trình bày có giấy tờ mà cô nói là cô hơn tôi nói rất là cô hay. Còn cô Hoàng thì tóm nó ngắn mà đầy đủ, ngắn gọn, nhưng mà đi sâu là chắc không phải vậy đâu, chúng ta còn phải dài dài đi đâu đi như kiểu cô Như Đất đó. Còn cô Thiền là cũng phân biệt rành rẽ đó, thì tôi thấy là quý vị có trình độ, tôi rất mừng. Như phần bữa nay cái radio, cái ô Phật Lưa nó rất rõ, tôi lỗ tai tiếc, nhưng bữa nay tôi nghe rất sáng. Cái máy vậy là tốt đó. Còn có khi nói là tôi như Ngọc Đường, tôi nghe hoài không có hiểu gì hết đó. Máy nó rồ rồ, nó ồ. Vậy thì nay cái máy này tốt đó. Thì quý vị về làm bài, chúng ta chắc còn gặp nhau vài trăm lần nữa. Thì đây là cái quyết định cho cái số phận lang thang của chúng ta. Nếu quý vị hiểu cái này được rồi thì quý vị về trung phẩm tịnh độ, còn không thì cũng lọt xuống hạ phẩm. Miễn về tịnh độ là được rồi. Do giáo hội Phật Di Đà thì 1.000 người không lọt rồi, 1 người hết cả đều đi thẳng Như Lai. Thì cõi này bây giờ không có giáo hội nữa, Phật Thích Ca đã tịch rồi. Thì cái ca giới thiệu chúng ta qua thế giới A Di Đà là giáo hội giống như giáo hội Phật Thích Ca. 1250 vị Phật Thích Ca khi ngài tịch quả trời ơi, chỉ có một an là nhất là quả thánh tiên, còn bao nhiêu là hán. Thì chúng ta giảng về đó thì nó là một thứ cho nó hơi khác, vì cái thế giới của Phật Ca là thế giới của chu kỳ, của quý độ. Cái thế giới này không phải Phật Thích Ca. Cái trường học này chúng ta lập ra 6 tỷ người với cái tư tưởng thiện ác đã tạo nó, mà tư tưởng thiện cũng là quế, là dơ, cái trí tuệ là tịnh. Thì thế giới của Phật A Di Đà chúng nên nhớ không phải tư tưởng tạo, mà do có mình tạng tỳ kheo, tức là A Di Đà với 48 lần hiện tu trong A Tăng thì tiếp mới tạo thành cái tình độ cái khỏi. Còn chúng ta dùng tư tưởng thiện tạo nên thế giới này, mà tư tưởng ác là giấy vô cùng, tức là bất tường ác với cõi người trời ăn bằng đoàn thực. Còn từ cái trời sắc giới vô sắc là tư tưởng thiện, ăn bằng xúc thực và tư niệm thực. Còn cõi cực lạc ta ăn bằng cái gì? Bằng thức thực, ăn bằng cái lặng lẽ, nhập vào lặng lẽ. Chính ai gì đã lấy cái đó để tạo thành thế giới của này. Thành ra thế giới đó là thế giới của hào quang, không có không gian, chỉ là cái hào quang tạo nên hoa sen, tạo nên các cảnh giới, thành ra một thế giới xuyên suốt. Thôi chúng ta nói sơ thôi, tôi đã nói nhiều lần, sau này chúng ta lặp lại. Vậy thì trước khi dứt bài giảng hôm nay, tôi cũng mong cầu Phật tử về cố gắng ngồi thiền, rồi suy nghiệm về cái này. Mà muốn hiểu rằng chúng ta trở lại 15 hạng chúng sanh thì tất cả đều nằm ở trong đó. Như nãy là cô Diệu Thái, cô Thiền, cô Như Đắc rồi đã trình bày rất là hay. Thì quý vị dựa vào cái đó, quý vị suy gẫm thêm. Và nếu có cái nhìn khác thì cái này chúng ta có nhiều cách trả lời lắm. Nãy mỗi người mỗi một cách, nhưng mà cuối cùng cũng đi cái mục đích là đi tới giải thoát qua Bát Nhã. Làm sao nhận ở trong Bát Nhã có tư tưởng, trong tư tưởng có nhã. Ngay tư tưởng chúng ta nhận là cái Bát Nhã, đấy là chúng ta giải thoát, chứ chúng không cần tiêu ta.
Ngay trong xác thân sanh già bệnh chết này có cái bất sanh không già không bệnh không chết, nhận ngay bây giờ nhận tay. Nhưng mà nói vậy mà không phải vậy. Tập khí chúng ta đã lâu rồi, bây giờ chúng ta nhận cũng phải từ từ, tức là phải bỏ nhị thiền dầu muốn dầu không, tức là phải giữ giới cho kỹ. Thì niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm khỏi đếm chưa có nhận đạo Phật được đâu. Chừng nào khỏi cần niệm Phật, tiếng niệm Phật nhập tâm, nó tự phát ra, quý vị lắng nghe đó, thì đây là cõi trời nhị thiền của sắc giới. Nếu quý vị tha thiết thao thức nữa, trình trí thức, đại trình trí thức thấy nhiều lắm, con số hiệu pháp rất rành. Mà quả không thì tôi không biết, nhưng mà trình bày tôi thấy thắng thả. Thì quý vị sẽ nhận được cái bất tử, mà nhất là trong cái bộ, trong cái khổ thọ dễ nhận. Còn lạc thọ quý vị khoái cái lạc thọ quý vị, nó lạc thọ là ta là của ta, tự nã tôi thì rồi đó. Còn khổ thọ quý vị không chịu nhận cái khổ này là tôi là của tôi, cái khổ này tôi không muốn. Không muốn thì bây giờ sao? Không lẽ chống cự mình chửi là mình người ta sao? Thì cái đó không phải lọc tử là thấm rồi. Thì bây giờ phải cải sửa. Mà giáo pháp đã rành được cải sửa lo quá cõi trời thôi. Giờ làm sao? Nhận chứng vào nó, lắng nghe nó. Cũng như đau hôm trước tôi nhờ cái đau mà tôi nhận cái Phật tánh dễ dàng hơn. Nó nhức quá đây. Từ giờ ai đau đớn bằng bệnh trí. Mà tới cho ông lấy ông thuộc luôn, ông móc ra nó đã muốn chết. Tôi tới mồ hôi rớt ướt áo hết. Bây giờ không lẽ mà đập ổng, ngửi không? Thì mình lắng nghe cái đau đó. Nhận cái đau đó. Trong cái đau mình biết đau. Thì cái biết đâu có đau. Cái đau là cảm giác của sắc thân. Và cảm giác của dây thần kinh xúc giác. Chứ cái biết đâu có liên can gì đó. Nó chỉ cái lặng lẽ thôi. Nhưng sau rồi hết cái bệnh đó rồi nó cũng trở lại từ từ. Nó khó phải đi theo từ từ à, thì mấy cảnh khó là cái cảnh để được cái Phật tánh mình càng ngày càng liên tục. Tôi dùng liên tục chứ phải cao thấp vậy trơn á. Nhập lưu nhất lai ta là không có vấn đề cao thấp, mà vấn đề liên tục hay không liên tục. 24 tiếng mà liên tục được 6-4 đó làm đi dò lưu. Rồi mình tập cho nó liên tục, tức là tạo hoàn cảnh thuận tiện cho đau này phát hiện rồi mình đừng có đổ thừa người khác, mà chính là tư tưởng mình. Bây giờ đừng có dùng tư tưởng nữa, nhận thẳng vào cái cảm giác đau đó. Đó là chúng ta mới qua lưu và nhất giảng lại thôi. Rồi chúng ta tiếp tục đi dài dài. Nếu chúng ta rành 15 chúng sanh, thân bên ngoài, thân bên trong, rồi thân không ngoài, không bên trong, thì chúng ta đi tới hạn. Thời đại là như vậy. Vậy thì tới đây xin tạm dừng. Cầu chúc cho hội chúng ta cũng như toàn thể pháp giới đều chống giảng sanh hạt và thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật.